Bộ Y tế mới đây đã xây dựng đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn. Theo đó, thì kể từ năm 2020, người dân sẽ không thể tự ý mua thuốc kháng sinh, mà chỉ khi có đơn thì mới có thể mua được. Bộ Y tế đã xây dựng đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 để có thể kiểm soát tình trạng bán thuốc không kê đơn, đặc biệt là đối với thuốc kháng sinh. Được biết, đến năm 2020, việc kê đơn thuốc phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân và 70% đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khác. Đáng chú ý đặc biệt đối với thuốc kháng sinh, kể từ năm 2020, người dân muốn mua thuốc kháng sinh tại các hiệu thuốc, quầy thuốc yêu cầu bắt buộc 100%, phải có đơn thuốc thì mới có thể mua được. Bất cứ trường hợp nào vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm minh. Lý do Bộ Y tế xây dựng đề án này bắt nguồn từ tình trạng lạm dụng kê đơn thuốc không hợp lý và bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc đã gây ra những tác hại nặng nề. Nguy hiểm nhất chính là tình trạng lạm dụng kê đơn thuốc kháng sinh và sử dụng thuốc kháng sinh khi không có đơn của thầy thuốc là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng đáng báo động, chính là kháng thuốc kháng sinh. Từ đề án này, Bộ Y tế có kỳ vọng sẽ có thể tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn để góp phần giảm tỷ lệ kê đơn thuốc không đúng quy định, cũng như là mua thuốc kháng sinh mà không có đơn thuốc tại các cơ sở bán lẻ. Đề án kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của Bộ Y tế sẽ có hiệu lực từ năm 2020. Vì vậy, mọi người hãy lưu ý và thực hiện đúng theo quy định. Chúng mình SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất.